Trước khi bắt đầu video này thì mình xin cung cấp một chút thông tin là hiện tại hệ thống SoundOS đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng giao hàng trên toàn quốc. Cả các sản phẩm công nghệ như điện thoại, máy tính bảng, laptop, loa tai nghe, thiết bị nhà thông minh đều đang có mức giá ưu đãi, đặc biệt là chiếc iPhone 13 Pro Max đang khuyến mãi chỉ hơn 30 triệu đồng. Các bạn đã biết dùng tiền lì xì của mình làm gì rồi đấy. Click ngay vào đường link mình để bên dưới nhé. Đầu năm mới thì mọi người đang chuẩn bị để tí thắp hương à. Đấy. Wow, chúc mừng năm mới em. Yeah. Được đấy. Ôi con Kia là lấy con thằng Duy Thập à? Vì anh đẹp trai, đẹp trai. À, mới tới giờ mới tới. Đấy. Là văn như này này. Đấy, sau một mùa Tết tóc bạc trắng đi kìa. Đấy, tóc bạc trắng đi. Đúng rồi. Wow, mây kìa, yeah. Chào em. Chào, ui, ngầu quá. Thế kè để làm đi. Úi dồi ôi. Ôi giời ơi, đấy. Làm vì đam mê thôi mà. Ôi trời ơi, nhân viên của anh đi ô tô kìa. Ôi trời ơi. Ở đây. Áp lực đồng trang lứa quá. Không, đồng trang lứa với thằng Phong kia kìa. Đi làm vì đam mê. À, chào em, ôi sao. Chúc mừng năm mới em ạ. Hỏi bảo vệ các em ạ. Hỏi bảo vệ. Ôi, chào hai vợ chồng. Wow. Yeah. Thôi em đi xe ô tô của em chứ gì. Wow. Rồi. Chúc mừng năm mới các em. Kinh, hôm nay chuẩn bị lễ đầy đủ nha. Ăn bông. Được. Này nhá, đây là hộp bánh, có phải là hộp bánh Tết nhà mày không ấy? Chết rồi, em mang lễ nhỏ nhẹ thì làm sao mà được. Không, đừng có mang tấm lòng ra nữa. Đầu đang tới. Yeah. Mày mua cái gì đấy hả Triều? Mày mua lễ bé quá em ạ. Đây là nhìn mà em không mang lễ gì đến là em tay không à? Rồi ôi để đi mua. Chúc anh năm mới vạn sự như ý. Chúc anh năm mới vạn sự như ý. Đấy kìa, đấy nhân viên channel toàn đi ô tô kìa. Đây xe này của Đức. Đấy. Cả dãy ô tô của channel rồi, ngại quá. TV mới vác mặt đến. Em đến từ 12 giờ anh ạ. Tôi anh rồi. Thôi. Đấy. Mày không ơi, mày mua lễ nhỏ như này à? Các cụ không độ cho đâu. Lễ hơi. Cái bọn này vừa phải cho các em ơi. Có tăng kem cân tí nào không em? À kinh à. Chào em, ôi dồi ôi. À kinh à. Em mang cả bao lì xì cho anh này. Được rồi mày. Bao gì này? Chuẩn không? Chuẩn đấy. À, vì em mới cả mây lên làm lì xì cho anh ấy. Anh để tiền cho bàn. Thế sao mà em sẽ được chọn cái lớn nhất đúng không? Không. Đúng lễ chuẩn của bông này. Đúng là bông ấy. Úi dồi ôi, đúng là chuẩn của bông. Chơi năm mới. Yeah. Đây. À. Mấy giờ rồi mới tới hả em? Anh ơi, cô bé vừa đi Đà Lạt về và ghi hẹn hò bí mật ở trên Đà Lạt. À, đấy, hẹn hò bí mật đấy. Anh ơi. Cháu nội của bà nội không ăn pizza. Mình bật mí với các bạn là 4 năm mình làm đây chưa năm nào mình góp lễ cả. Năm nay không. Đúng rồi đấy. Sao. Thế này có luyện tập. Ôi. 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 Ôi.
Ta bảo cắt xuất ở Sài Gòn hai đứa mày nhá. Anh em không làm chụp của tôi. Hello, 100%. Thế là 500 vẫn còn à? 100. Ôi. 500 mọi người. Tổng cộng là 4 tờ 500. Ui. 4 tờ 500. Mai Hoa, mày vào rút đi. Cũng nhiều là Rồi anh đang quay một em đúng không? Đính còn làm đúng không? Thôi, không phải diễn tới đâu các em ạ. Thế Thảo, mày không chơi, mày ra đây mày hóng làm gì, về làm việc. Em đang làm với thầy anh. Chốt lịch quay UT đi kìa. Em chốt rồi. Quay thứ mấy đấy? Đấy. Này nhá, anh biết rõ ràng là không kìa. Thì thế tao tao vấn đề là tao hỏi chốt chưa, mày bảo chốt rồi, đấy là nói dối nhá. Các em ơi, đi làm thế à? Làm thì không làm đây này. Đây này phải như những nhân viên gương mẫu như đây này. Kìa, đẹp mặt chưa? Casino Hải Yến. Được đấy, đẹp mặt chưa? Đấy. Đang bị bọn trẻ con rồi. Ôi trời ơi. Khổ sức sướng. Xấu hổ.